biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi. Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như một giấc mơ. Đã cố gắng sống khi tình yêu ta cách xa, nhưng con tim đâu vì không ngắn nỗi nhớ anh. Yêu người em yêu hơn chính em. Chào người con tim yêu thương mãi. Vậy mà sao anh ra đi, để lại em trong cơn mơ. Giờ mình em man hoan man rồi em không mong người sẽ quay về. Cho đêm nay em mong đường bờ vai anh. Thế lên để nhẹ nỗi lòng, xua tan đi bao nhiêu cay đắng và tiếc nuối. Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về. Vậy nhưng sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Ôi trời ơi, người ta đang hát hay mà. Trời ơi, lâu lâu mới mời được ca sĩ về mà khổ ghê á. Giờ mới biết chị Nắm hát hay gì luôn á. Trời vậy mà hay hả? Trời má. Vậy là hay rồi. Thôi, hứa với các bạn tuần sau tụi mình hát. Ok, xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Lại là mình đây, mình là Canh Vô. Và cũng lại là mình đây, mình là Nắm. Ê, thôi, mình giới thiệu, mình đừng bắt chước nhau vậy không? Mình có cái style riêng đi ha. Nắm. À, vậy It's me. Hello tất cả các bạn nha. Các bạn hello lại tụi mình đi. Trời ơi, có người ta khen quá trời luôn à, hay quá đi, hát hay quá. Hát tiếp đi chị ơi. Ok, hôm đừng nay hát là hát nữa kìa, thấy chưa? Đó, có một người nên đừng hát nữa. Không, tại bạn này không biết thưởng thức âm nhạc thôi. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình bận một cái áo sơ mi màu trắng này, nhìn mình thì các bạn đoán bao nhiêu tuổi? Có ai đoán được số tuổi của mình không? Oh, hello. Ok, xin chào các bạn nha. Đúng rồi, anh phải lên YouTube cho em xem tất cả các bạn ở trên YouTube nữa. Mình hôm bữa các bạn nào đi upline chưa? Bữa các bạn nào đi upline chưa? Bữa upline vui quá trời vui luôn, cót quá trời ngon luôn, không biết các bạn nào đi chưa? Có. Chị trời không đi. Chị gì ơi, chị hát hay quá ta. Ok, tí nữa cuối stream mình sẽ bắt bà hát tiếp. Gì trời? Các bạn hãy coi, các bạn hãy coi cái stream này tới cuối cùng nha, các bạn sẽ nghe được bà hát. Còn muốn nghe mình hát hả? Qua tuần sau nhớ đón xem stream. Tại vì ai trái hình. Vì ai trái hình vậy hả vô? Ok, thì vậy thôi. Muốn cái đó gọi là câu kéo các bạn đúng không? Câu kéo view. Nếu mà nói câu kéo thì giờ phải nhờ mấy bạn like và share cái live stream này để cho tụi mình có động lực để mà tiếp tục like nha. Ok, hello tất cả các bạn nha. Có đi upline ngại chứ. Đúng rồi, bạn Nguyên Lê đi upline nè. Hello, bạn heo con. Mình nhắc lại nha, ngày mai là ngày 6 tây tháng 9 sẽ diễn ra buổi upline ở Hà Nội tại địa chỉ là 21 Tràng Tiền, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Nhớ nha các bạn. Ngày 6 tháng 9 tức là ngày mai á sẽ có một buổi upline của Greenbao tại địa chỉ là 21 Tràng Tiền. Quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Đây là buổi upline đầu tiên của Greenbao ở Hà Nội. Mà chị có biết cái Facebook của Gin á, thì bây giờ Gin đang xuất hiện ngoài Hà Nội. Đúng rồi, chính xác. Ngày mai cót. Trời ơi, cót nó hoành tráng lợi lắm mấy bạn. Thì không. Kim cương mà tính mà bằng trăm không á, trăm tại mấy trăm kim cương trở lên. Trời, mấy trăm là hơi bị nhiều. Đúng quá. Đúng rồi. Ở Rương Thánh Quang tại Lê Tù Lưu Học Me luôn. Chị giá cót đâu lên tới mấy triệu đồng á. Không phải like nha bạn, mà là offline luôn chứ không phải là like nữa. Đúng rồi, offline ngày mai offline Hà Nội. Các bạn có cần đọc lại cái địa chỉ không? Cái địa chỉ đó là tại Swin Long, 21 Tràng Tiền, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Ok, hello bạn Tú Nguyễn nha. Bạn này hôm bữa có vô coi nè, bạn Tú Nguyễn. Hello mấy bạn đầu cầu YouTube. Chị Nắm 24 tuổi. Sai rồi. Chị Nắm 24 tuổi là sai rồi. Chị Nắm 24 tuổi là sai rồi. Chị Nắm 42. À, đúng rồi, ôi tự khai luôn. Ý mày là vậy còn muốn gì nữa. Ok, chắc là mình vô màn hình game đi chứ hả anh. Giới thiệu sơ qua cho các bạn hoạt động tuần qua.
tích lũy nạp thì vẫn là tích lũy nạp lấy con ngựa gỗ mộng cảnh. Dễ thương vãi, nhìn nó đúng con con này nhìn nó tiếng lắm mà để mình vô mình cho mấy bạn coi chi tiết hơn về con ngựa đó. Nhìn đó, nhìn chị cảm giác nhìn giống như là cái con mà con bé nhà chị chơi á, ngựa gỗ mộng cảnh, con mà thú thú nhồi bông, thú nhựa à, nhựa con lực đực phải không, nhựa chứ không được nồi bông nữa. Con này dễ thương mà đúng không? Ừ, dễ thương. Nhìn màu tím rồi, chị thích màu tím. Trời ơi, có đám mây dưới nữa kìa. Trời ơi, y nhiên y chang như phi trên mây vậy. Ngày mai thì mình nghĩ là chắc là sẽ có livestream ở trên base hoặc là trên group nha các bạn. Các bạn nhớ đón chờ, nếu mà bạn nào không đi được thì có thể lên fanpage hoặc group coi livestream để mình có thể hòa mình vào cái không khí vui vẻ của một buổi offline. Chị nắm 100 tuổi do mới đi phẫu thuật thẩm mỹ nên trẻ lại. Trời, tôi thích bạn cái đó thuần pro à. Quan trọng là mình có tiền phẫu thuật, em hiểu không? Còn cái vấn đề trước đó thì kệ nó đi. Ok. Còn vấn đề sau là mình có tiền. Nắm 18, trời, dễ thương chưa? Trời, sao ai cũng nói chị 50 tuổi, bốn mấy tuổi hết vậy? Chị Nắm ơi, ăn ở sao vậy? 100 tuổi nữa kìa. Trời ơi, chị 40 tuổi, 50 tuổi mà vậy là em phải hả? Phải biết là nó kinh dị cỡ nào. À, bi quyết mà trẻ mãi không già phải không? Chứ sao? Phẫu thuật thẩm mỹ gì nữa? Nghĩ sao? Quan trọng. Ô, cảm ơn bạn Tú Nguyễn. Trời ơi, canh vô đẹp trai quá ta. Ok, quay lại với sự kiện hôm nay thì tích lũy nạp là thú cưỡi ngựa mộng cảnh nha các bạn. Mộng cảnh. Tuy là màu xanh nhưng mà mình thấy nó rất là dễ thương. Còn tích lũy tiêu phí thì nhận con pet mới, đó là bé rồng lam. Trời, sao vậy này? Nhìn nó cu té quá à. Nhìn nó thiệt, nó hợp gu với con kia lắm luôn á. Nếu bạn nào đã sắm cho mình một con ngựa gỗ thì hãy sắm luôn con này. Một con pet thật là đáng yêu. Xạo quá, khen rồi có sắm không? Thôi, vòng quay này hôm bữa quay rồi. Thôi bỏ đi. Tao không tin là mày quay ra nữa. Thôi. Giờ quay nữa không? Thôi, ngu sao. có còn quay chi. Giờ quay nữa đi ra cái. Hôm bữa nhờ các bạn phù hộ mà mình quay được cái búa gà mông, mình rất là cảm ơn các bạn. Mình vẫn còn nhớ mãi khắc ghi trong tim. Lòng anh xin nguyện khắc ghi. Bỏ đi. Giảm giá giới hạn thì hiện tại đang có con nai rất là hot, chỉ có 7.000 thôi. Con nai này hồi xưa em mua tới 9.000 nữa. 9.000 kim cương. Giá gốc 14.000 em mua đâu 9.000 vậy? Em thì mua hôm bữa hôm bữa cũng giảm giá giống vậy nè. Em mua chợ kim biên. Hôm bữa cũng giảm giá giống vậy nè, mà tới 9.000 lần giờ nó giảm xuống còn có 7.000 nữa, quá rẻ luôn rồi. Trời ơi, phá giá dữ. Phá giá dễ sợ. Nhưng mà phá giá là để hỗ trợ các bạn. Đúng rồi, càng phá là các bạn càng thích chứ gì nữa. Ok, cái sự kiện mà đổi cái I Love You này vẫn còn nha các bạn. Mà đây là một cái danh hiệu rất là đẹp. Hello, chào Tiến Minh Nguyễn nha. Chào người lạ. Chào người lạ. Nghe nó sâu sắc quá. Hello Khang Trương. Hello Thuận Pro, hello Phước Bia nha. Hello tất cả các bạn. Hôm nay không có 500 người nha các bạn. Ok, bây giờ chắc là thôi vô chơi game đi hả? Ừ. Ok, vô chơi game đi, chắc là cũng nóng rồi. Tiến Minh Nguyễn ơi, tụi mình chơi server Hotbot á. Bot hot má. Hotbot là lão. Trời ơi. Thiệt luôn á, lên livestream rồi mà vẫn còn tâm hồn ăn uống. Hotbot là lão. Còn mình là server Boss Hot. À, thấy không? Boss Hot. À. Giờ vô game chưa? Vô được ngồi đó vô game chưa? Vô game tạo phòng cho mấy bạn chơi nè. Dạ. Trời, tôi khoe với mấy bạn nè, tôi có mấy cái skin luôn mà tôi chưa mặc mà. Thôi giờ. Vậy là em xạo phải không? Nay mặc thử cho mấy bạn coi nè. Skin nó xấu à. Có skin nào đẹp không? Thôi xấu à. Xấu nhưng mà nó mạnh. Nó có tặng cộng thêm sức mạnh hả? Ờ à, đúng rồi, quên nói với các bạn nữa là hôm nay ngày mấy rồi? Hôm nay là ngày 5 tây tháng 9 đúng không? Chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Là ngày 15 tây tháng 9 là Greenbow sẽ cập nhật một phiên bản mới mang tên là Quyền năng thức tỉnh. Đó, một phiên bản cực kỳ hot luôn, thay đổi hoàn toàn giao diện luôn nha các bạn, thay đổi hoàn toàn giao diện chính luôn. Trong đó có một tính năng rất là hấp dẫn, đó là tính năng thức tỉnh. À,
Trời ơi, nhìn cái hình nó ngầu lắm kìa các bạn, lên em có thể nói thử sơ qua cho các bạn biết nó như thế nào. Thì cái tính năng thức tỉnh đó nó sẽ giúp cho các bạn tăng khá là lực chiến, nhưng mà mình không biết, chưa biết nó như thế nào. À, nó là một cái kiểu như là bớt sức mạnh cho các bạn hả? Đúng rồi, chính xác. Nó sẽ tăng rất là nhiều lực chiến cho các bạn. Nếu mà các bạn thức tỉnh được thì nó sẽ tăng rất nhiều lực chiến. Bên cạnh đó thì nó còn có thêm những thú cưỡi mới, pet mới, thời trang mới, rất là đẹp. Chắc là chị phải tham khảo cái phiên bản đó, tại vì chị rất thích pet và thú cưỡi. Nhìn dễ thương là mê lắm. Ý là không thích thời trang đúng không? Có thời trang hả? Nãy em nói thú cưỡi với bét thôi mà. Các bạn làm chứng với tôi là tôi nói có, còn ngoài ra còn có thời trang nữa nha. Có rất là nhiều thời trang đẹp sẽ cập nhật vào ngày 15 tháng 9 sắp tới nha các bạn. Các bạn hãy đón chờ phiên bản mới chung với mình nha. Quyền năng thức tỉnh, trội nghĩa tên đã ghê. Mà hầu như là em nói là mấy bạn sẽ lắng nghe rồi đó. Và rất là mong chờ, nếu mà có liền ngày mai cũng được. Bạn Duy Khang, anh Thuận lấy code offline phát đi. Trời ơi, anh làm gì có code offline, có là anh share hết rồi. Cảm ơn bạn Tú Nguyễn nha. Bây giờ ở bển mà có đá động gì em chị nói em nha. Bây giờ chị tạo phòng đi. Chị tạo phòng đi rồi em vô. Ở bển không có đá động gì tới em hết á. Gì kỳ vậy? Em xấu. Trời thiệt luôn á, bây giờ lẽ tôi nói tôi giờ tôi phải ghi bạn Tú Nguyễn vô với cái gọi là trưởng FC. Trưởng FC cánh vô. Không được, em làm như vậy là mấy bạn khác á là sẽ khác. Vô. Mình phải đi ngang hàng với bạn đó, trưởng FC hết luôn, nguyên cái phần câu lạc bộ fan club trưởng FC. Tất cả đều là trưởng FC á. Như vậy mới được chứ. Có cập nhật áo anh Kenzo đẹp trai với chị nắm già. Trời ơi. Trời, mình bậy quá, mình cười gì bậy quá. Đi về. Chị nắm già không anh? Không sao, mình già nhưng mà vẫn mặn mà đầm thắm. Câu lạc bạn đừng nghiêng tị với tôi. Quyền năng thức tỉnh là chi? Quyền năng thức tỉnh thì hồi nãy mình nói với bạn á, mình theo mình được biết là hình như là quyền năng thức tỉnh này có hai giai đoạn. Thì các bạn chắc là phải làm nhiệm vụ để vượt qua mấy cái giai đoạn đó. Còn cụ thể như thế nào thì mình không biết. Thì các bạn hãy chờ đón vào ngày 19 tháng 5 này nha. Chị cũng chờ đón. Đúng rồi, chị không chờ đón sao được. Để đó có cái mà nói với mấy bạn nữa, chia sẻ thêm với mấy bạn. Năm lớp ô tô cũ có cốt là sao? Đấu trường nè, đấu tập nè. Đúng rồi, chị vô đấu tập đi. Đấu tập từ chó nha, giờ mình chưa có chơi được, giờ mình phải chơi với mấy bạn được. Rồi. Được rồi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha. Vô phòng đi. Vô giùm em đi. Sao Google Bao không ra tính năng kế thừa bet vậy anh? Kế thừa bet hả? Kế thừa bet thì hình như là chắc là chưa có. Chỉ có mới là có trùng sinh bet thôi. Ok, phòng 8442 bát là. Ôi trời ơi, bát là lắm đẹp. Đặt cái bát mà mỗi lần nói ra ngượng miệng vãi luôn ấy. Chị thấy rất là dễ nói mà. Ôi, nói rất là ngượng miệng luôn á. Bây giờ sao không phát biểu được cái chữ đó luôn á. Nắm đẹp. Bát đó, mấy bạn. Ai nói nắm chưa già mà chị nắm quá già. Không sao, tôi cảm thấy rất là bình thường. Vì già rất là nặng mà. Miễn tôi mặn mà và đầm thấm rồi. Ô lộn lộn, 15 tây tháng 9, phải 19 tây tháng 5 nha bạn. 15 tây tháng 9. Nó lộn. Canh vô hôm nay nó nhảy xuống một tí xíu. Chuẩn bị, tất cả các bạn chuẩn bị nha, vô chơi mình. Ôi. Nha. Vô lẹ quá. Hi, con bạn 19 à. Hôm nay em dự là chị sẽ bắn được một người. Chị chắc chắn. Nhưng mà bạn đó không sẵn sàng. Các bạn ơi, sẵn sàng nha, sẵn sàng nhanh bạn lên nha. Bạn 57 ở dưới không sẵn sàng, làm ơn sẵn sàng đi cho tôi được bắn. Rồi, gì và okay. Tính năng trang bị mình đang vô cho người khác vậy anh? Là sao? Cục nghe thiên thời. Và tính năng thề trang luôn bị á. Mình. Mình là mình thì. Cục gạch huyền thoại. Mình sẽ trung thành với cái bức tường và cục gạch huyền thoại này. Chị nói thiệt với em luôn, chị sẽ trung thành đó. Sau này chị có quay ra cái búa hả? Gơ mông gì của em đó, chị cũng không thèm xài nữa. Ôi, sao chết rồi?
Em định chừa con 19 cho chị. Chị thấy em mắng lắm. Bạn chưa kịp chào nữa. Bạn chưa kịp nói tha em nữa chứ. Ơi bạn Gao bạn ơi, mình có gì mình xin lỗi một tí. Sao bắt... Xin lỗi bạn Gao bạn nha, tại vì mình không để ý. Rồi tàn hình hết rồi. Tàn hình một tim luôn, chứ không phải một cái. Ờ các bạn ở trên YouTube, các bạn nào muốn chơi thì các bạn nhanh tay nha. Các bạn nhanh tay vào phòng chơi với tụi mình nha. Trời ơi, trên không biết trên YouTube nó có delay không anh? Ui cái này đâu phải chị bắn đâu. Mà kêu chị ép. Cái anh vô nó bắn. Ôi. Cái anh vô bắn. Ủa trên YouTube nó có delay không anh? Có hả? Chết rồi. À ok vậy chắc là cũng giống như trên Facebook thôi. Các mấy bạn trên YouTube mấy bạn trên YouTube gán vô phòng chơi chung với tụi mình nha. Các bạn chào các bạn đầu cầu, hai đầu cầu. Mình xin chào tất cả các bạn. Em đó anh ơi, sao giết em. Ok xin lỗi bạn Thái Hoàng nha, tại vì mình không có xem, tại vì mình thấy bạn 19 rồi nhưng mà mình quên xem. Anh ác quá đi chưa. Gì hết, chị nóng mát quá đến anh ác quá. Thu hồi cầu phúc lấy xui. Chị nóng ơi, em yêu chị nóng. Em Tú Nguyễn nè. Bạn đó chat trên Bạn Tú Nguyễn hả? I love you. Chị Nấm ơi, em yêu chị, em Tú Nguyễn này hay quá, kết bạn cái đi. Đó, kết bạn với bạn Tú Nguyễn cái. Bắn đi chị, đó, okay, thả lòng mong ước rồi đó. Hôm nay Nấm bắn đường cái. Ngồi yêu đương vớ vẩn không bắn được luôn. Anh xem tủ đồ đi. À, tủ đồ của anh hả? Tủ đồ của anh tí anh ra cho xem. Tủ đồ thì ra không có gì nhiều đâu. Ôi các bạn đâu rồi? Trên YouTube phát chậm quá. Tại vì nếu phát chậm là mấy bạn bên YouTube sẽ thiệt thòi hơn một tí xíu. Nhưng mà tại vì tụi mình không có thể. Ghê chưa? Gì? Em nghĩ sao vậy? Tại sao em bắn đồng đội? Ơ thích chưa? Em biết là nó ngồi không, đó. Em xạo, em không phải biết. Em biết là có địch. Đừng ở đó. Thấy chưa? Này là địch trong lòng ta, đúng không? Địch trong lòng ta kìa. Địch không động, ta phải động. Nếu mà ta không. Ok, sorry mấy bạn nha, vì một số trục trặc mà em gái bên kia đang ngứa tai không được chơi bắn với tụi mình. Thiệt luôn. Nên bây giờ đã cắt like của hai đứa tôi. Kiểu như ganh tị á, thứ gì ganh tị á mà. Người ta gọi là gato. Gato, à cái ta làm từ hoa Mỹ cho cái bánh của chị. Cái thôi được rồi bà ơi, khổ quá. Trời tao mất luật luôn. Bia bánh hoài. Tại sao tao bán bánh không bia hết chứ cái gì. Ủa các bạn trên YouTube vẫn còn mà phải không? Bạn trên YouTube vẫn còn nè. Cảm ơn bạn Tú Nguyễn. Trời ơi ngại quá. Ghi vào giá phả thôi má ơi. Ủa chị trên YouTube còn đúng không anh? Hello Nguyễn Lan Anh nha. Các bạn vô lại nha. Tại vì cái bé gái bên này tay máy tay chân giật lộn cái cục gì ra cái xong nó rớt chim luôn. Ê rớt stream. Stream. Được, ghi lại được. Yeah. Bị rớt stream đó mấy bạn. Chắc phải nhờ mấy bạn share và like lại cái live stream này giúp tụi mình rồi. Trời ơi hại quá đi mà. Thật là đau lòng. Ghê không? Các bạn thấy tôi bắn siêu cao mà ghê không? Kìa, mặt nhăn rồi. Ủa có rớt không anh? Chị không biết bắn siêu cao. YouTube có rớt không? Đâu rồi, mất. Ok. Oh, YouTube kênh YouTube của Gunbao là Gunbao gạch cái VNG nha các bạn. Trời ơi, em thấy ai vừa bắn không? Trời ơi, cái cú bắn này phải ghi vào lịch sử các bạn à. Đừng. Mọi người đừng làm gì hết. Tôi biết rồi, tôi rồ rồi. Đừng nói gì hết.
Thật quốc dài. Yên coi để em canh góc thôi. Chị nói là em không có tại... Ok. Cái này tại vì có xúc sắc nên mình không bắn trúng thôi. Để canh góc lại coi. À, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. À, gió 4 đúng không? Đây là ở vị trí gió 4. Ok, các bạn cứ việc băng đi. Còn finish là để mình. À, đây là 4 nè, 3 nè, 2 nè, 1 nè. Đó, gió 1, vị trí gió 1, chính xác, chính xác. Ô, oh, thấy chưa, tôi canh hết rồi. Trúng bồ rồi chứ gì đâu. Trời ơi, bà nội ngồi chát với trai rồi ông nội ơi. Trời ơi, trời ơi. Chát với trai trong âm thầm mà cũng bị phát hiện. Trời ơi. Lên YouTube, lên stream xong có cái chai BM cái xong ngồi chát với trai luôn, không lo đến các bạn. Ok, à, hồi nãy em gái bên đây làm gớt nè Thái Hoàng ơi. Em gái bên đây phá quá. Ok, hôm nay mình xin lỗi các bạn là mình chưa xin được code, nhưng mà các bạn nào ở Hà Nội thì ngày mai nhớ đến 21 Tràng Tiền. Quận Hoàng Kiếm phải không ta? Quận Hoàng Kiếm Hà Nội để nhận code nha các bạn. Ngày mai là có apply ở Hà Nội đó các bạn ơi. Ngày mai offline Hà Nội. 21 Tràng Tiền, quận Hoàng Kiếm Hà Nội nha các bạn. Các bạn thấy tôi bắn offline chưa? Ơ lộn. Cái gì vậy? Gì vậy vô? Các bạn thấy tôi bắn siêu cao. Chỉ cần liệu. Em bình tĩnh. Bị liệu. Bình tĩnh. Bị liệu không sao, bị liệu. Trời ơi, bạn Thái Hoàng này khinh người tôi nè. Lâu lâu trúng phát, nãy giờ tôi trúng mấy phát luôn rồi đó. Trời ơi, khổ ghê đó. Ok, hello Phát Nguyễn nha. Hello bạn Phát Nguyễn. Hello Hà Vũ luôn. Hello Hà Vũ. Hello tất cả các anh em bên đầu cầu YouTube nha. Hello, thank you Bu Bảo. Hello Hà Vũ nha. Thôi bay qua kia bắn dứt điểm đi. Kiểu như chơi mà nhây quá người ta chửi đúng không? Cảm ơn bạn. Kiểu mà chơi nhây quá người ta chửi. Cảm ơn bạn Võ Trường. Trời ơi, YouTube mấy bạn khen chị. Ngại quá. Ngại muốn chết. Trời ơi, ngại quá à. Cái này chi phe rõ ràng. Tạm biệt. Chiếc bồ kêu mà thấy gì đâu. Chiếc bồ kêu mà. Trời ơi, cái này chị nhường em. Chị thề luôn á, chiếc bồ nó đẹp hơn là đứt bồ hiểu không? Tại vì không thể nào qua ra kêu được. Nên chị có thể chip bộ thôi, chị làm cho em đẹp đội hình thôi. Ok, các bạn nào muốn có code thì nhớ tham gia offline nhiều vào nha. Là vào ngày mai ở Hà Nội sẽ có offline, nên các bạn hãy nhanh chân tham dự buổi offline ở Hà Nội nha các bạn. 21 Tràng Tiền, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Anh vô. Swing Long. Em cho mấy bạn xem cái bộ sưu tập của em đi. À, nè, đây có gì đâu, cũng bình thường thôi, cũng không có VIP gì mấy, cũng là một chỉ là một user trung bình thôi. Đó, ok. Đó, không có gì nhiều. Đó, nói chung là cũng không có gì hot đâu. Cái rương của em cũng không có gì hot thôi. Mấy cái đồ hot em đeo trên người. Ờ, à, đúng rồi, không có gì hot đó. Đó, thời trang cũng cù bắp không mà đó. Tại mấy... nói chung là mình... cũng không có gì hot đâu. Không có gì hot. Chị biết em đâu hot đâu, không cần phải nói nhiều vậy đâu. Nhạc. Kìa, có một bạn khen em là đẹp độc. Là kiểu em không có giống ai đó. Thì đúng cũng... rồi, bây giờ chị bây giờ em không có giống mọi người. Mà em giống người mọi. Được lắm. Em có giống mọi người. Hello em cái đi anh chị. Ok, hello Chi Công nha. Hello bạn. Hello Chi Công. Ok, bắn tiếp đi. Bây giờ không nói nhiều, bây giờ chỉ có bắn và bắn thôi. Bây giờ chị tạo phòng đi cho các bạn bắn chung với mình nha. Hello Hà Vũ. Để mình... Ôi, I love you nắm luôn rồi. Trời ơi, ông Tú Nguyễn nha. Ông Tú Nguyễn, ông mê gái quá nha. Ôi ôi. Nãy định cho lên, định tưởng cho lên làm trưởng FC mà bây giờ kêu khen bà nắm là thôi. Tôi nghĩ tôi không cho lên làm trưởng FC nữa. Chí Lộc. Chí Lộc chơi server gì, có chung công hội với anh không? Nếu mà em chung công hội thì qua cứ BM anh sẽ cho một cái thẻ tháng. Tại vì thẻ tháng bây giờ anh để đây cũng không có xài nhiều nữa. 20... đâu, bao nhiêu cái thẻ tháng rồi? Đâu, quên rồi. Nguyên liệu... đạo cụ...
của thẻ tháng rồi. 27 cái thẻ tháng. 27 cái thẻ tháng là các bạn chơi được bao nhiêu năm? 2 năm, đúng không? 1 tháng năm là 12 tháng, 2 năm là 24 tháng, chơi hơn 2 năm luôn á. 27 cái thẻ tháng thì sao thì nào mới hết. 7499. Không tầm tìm phòng. Vô nha, 7 số số nha các bạn, 7499. Gia phả chị đã vào. Hello Phương Đông nha. Hello, hello. À cái password là nè, Tu Nguy. Là Tú Nguyễn á, nhưng mà chị ghi không đủ. Fan hâm mộ của chị. Ghi lại, ghi lại. Tú Nguyễn. Tu Nguy. Tu Nguy nha. Lần trước. Tu Nguy, đúng rồi. Đó. Ô, đặt cái bát gì, đặt cái bát gì nó cá nhân quá. Đặt cái gì nó general nó. Vậy em đập đi. Em đặt đi, tự nhiên kêu chị đặt chi. Fan của chị mà. Ôi vậy mà cũng trời, bạn Băng Nhi kia. Ôi ơi, lên trên đi, bạn sẽ chết, lên trên đi. Bạn sẽ chết, lên trên đi. Hello rồi, bạn Hùng Trừng nha. Chị ơi, cho em xin ID của chị kìa. Trời ơi, xin ID của bà ID làm gì? ID của chị là 2300 và 45. 230045 đó mấy đứa. À, hello, cho em tham gia một trận với Tê Hữu ơi, có gì bạn tí nữa mình tạo phòng bạn nhanh tay vào nha. Ok, chị vô vô vô. Hey, hello Văn Nhi, mình nhớ bạn rồi. Mọi người sẵn sàng để cho mình cái gì vậy, gia phả hả? Ghi rồi. Gia phả ghi từ lần stream trước. Khổ quá, khoe gia phả hoài. Tất cả những bạn nào yêu quý tôi là đều ở trong tim đó. Không cần phải ghi trên giấy. Giấy rồi nó cũng sẽ phai tàn theo năm tháng, đúng không? Có giấy nào mà để được Em đọc thử fan em ơi. Đọc thử tên fan. Đúng xạo luôn, thấy chưa, mọi người thấy chưa? Cái này chỉ cần một cái nhẹ nè, khiều nó một cái nhẹ thôi. Nói từ đi. Từ bây giờ. Bây giờ em nói đi, em nói từ nay đến mai cũng được. Nè. À chị Nguyên giờ... Lê nè. Dương Thông nè. Gia phả của Canh Vy. Rồi, vô bắn, vô bắn đi. Mệt quá, vô bắn. Cái đi. Gì? Chị cho em số ID, em nạp tiền cho chị đó. Trời ơi. Em của em 1 tuổi là sao? Ai vậy? Cái gì đâu? Đâu gì mà xin đi đi nạp tiền đâu? Hello Monster Cat nha. Hello. Đẹp quá mà. Đâu rồi, tới ai, tới ai, tới ai? Trong cái trận đồ này tôi có thể bắn chị được một cái không trời? ID, ok, tí nữa ra cho số ID nha. Số ID kết bạn phải không? ID tụi mình kết bạn với nhau. ID của mình là 249180. ID của mình là 230045. Mình rất là hân hạnh được chào đón các bạn. mình là... Chị vẫn còn sống, quan trọng một điều là chị vẫn còn sống. Cái này là kiểu như sống lây lắc á, sống mà không có mục đích á, sống không biết sống làm gì. Miễn là sống là được rồi. Có không, có chung gia phả ca gì không? Boss Idol bạn ơi. Hello, chào bạn Vương Tử. Boss Idol nha Văn Chiến, mình chơi Boss Idol nha. Mình chào giùm thôi. Không má ơi. Tất cả các bạn đều là... Gia phả của bé gái mà. Khổ thân dễ sợ luôn. Các bạn có câu hỏi nào mà muốn đặt cho chị Nắm hay là cho mình không thì các bạn cứ comment lên nha. Mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn, dù là hóc búa tới đâu. Chắc chắn các bạn là sẽ có câu trả lời. Yeah. Nắm xinh đẹp. Okay. Xin lỗi anh có bị bé gái gay ngồi không? Yên nha, bé gái ngồi yên nha. Xin hỏi anh có bị gay không? Bé gái ngồi yên nha, chị gái ngồi yên luôn nè. Có phải là anh không có gay nhưng mà bạn trai anh mới gay phải không? Trời ơi. Cái sao? Mọi người được. Bạn trai anh không gay. Ngoài ăn mứt ra. Em muốn gặp chị Nắm. Chị Nắm làm cách nào nhớ? Làm cách nào nhớ? Địa chỉ quán bánh của bà như bà đọc đi. Không, chị bán bánh tại nhà. Ừ thì đọc đi. Không, để cho địa chỉ Facebook đi rồi cái gì bốt.
Ơi bạn ơi, có gì bạn PM vô Facebook của chị Nấm rồi đặt bánh rồi chị Nấm giao qua nha, nhưng mà phải kiểm tra bánh trước nha. Coi chừng bánh ế đó, nó bị sượng đó. Bánh rất là thơm ngon bổ dưỡng. Ô chết rồi. What the hell? Nấm yêu cherry là sao ạ? À, chị đọc lại cái ID để cho mọi người add bạn nha. Chứ nhiều khi comment cho nhanh quá chị không thể mà đọc được á. Ok. Bây giờ tới mình sẽ làm gì đây? Em là fan của anh Kanjo. Yeah. Hello bạn, bạn Hùng Trần nói như vậy. Hùng Trần hay Hưng Trần thì không biết. Hello Hùng Trần nha. Hello bạn Hùng. Mình không biết bạn là Hùng hay Hưng nhưng mà mình sẽ kêu bạn là Hùng cho nó mạnh mẽ. Chị nói dễ thương chị. Ok hả? Monster Cat ơi, tí nữa có gì nhanh chân vô chơi với mình nha Monster Cat. Kiểu như nó bị khùng. Trời ơi nè, có hồi nãy có bà hỏi gì nè. Canh đi vô bao nhiêu kg? Bạn hỏi với một câu hỏi rất là khóc búa nhưng mà mình cũng trả lời thiệt. Mình cũng ốm thôi, fitness thôi. Chỉ tầm 77. 77 em cao nhiêu? 83. Không là bình thường thôi. Không là rồi. Cưng đói rồi, nói chung là đẹp. Nhưng mà nó mấy chỗ khác nó hơi nhọn á. Nhưng mà cái chỗ kia nó bự lắm. Bụng bự lắm. Tại nhiêu dồn xuống bụng hết rồi. Thì là khổ tâm quá đi mà. Xin tự giới thiệu, mình cao 1m8. Thôi em ơi, thôi. Bà hả, tôi kẹp nách. Bạn nghĩ đi, mình 1m83 mà bà này mình kẹp nách thì bà cao bao nhiêu? 1m7. Ôi tới mình chưa hả? Anh ơi, chơi xin ID kết bạn. Ok, ID của mình là 249180. Đó, mình đọc rất chậm, 249180 nha các bạn. Nghĩ tính chuyện người ta em ghi luôn. Gì? Nguyễn Tấn Kiệt. Hello Nguyễn Tấn Kiệt nha. Hello Nguyễn Tấn Kiệt. Bây giờ ai hello mình cũng hello lại hết. Nè, tí nè, cái bà xác chết mà bà không bò là bà chết với em nè. Ăn một cái xung kích là rớt xuống lỗ liền nè. Đúng rồi, chính xác rồi, hay quá, trời ơi. Nè, xung kích nè, ý gió 4. Bye bye. Chị bye rồi, chị bye từ đầu. Ủa, sao cái lỗ này bị phích rồi hả? Chết rồi đó. Ủa kỳ vậy, sao chết lẹ vậy? Ủa thì em nói người ta chết rồi đó. Em bắn xung kích người ta rớt xuống đó. Ủa chưa chết. Rồi. Không, chắc là rớt xuống cái lỗ này chết rồi. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Tấn Kiệt nha. ID của anh là 249180 nha bạn. ID của Nấm là 2304. Ôi đâu ai hỏi, đâu ai hỏi đâu. Tôi kèm vô em làm gì khó khăn gì. Kiếm fan hâm mộ thôi mà, cũng khó khăn gì. Hello Timo Kute nha. Hello Akado Tatsuya. Mình đọc đúng không? Mình là Kanyo chứ không phải là Kanji nha Trường Xuân ơi, Kanyo. Nè. Không, hình như cái tên của em khó quá nên nhiều bạn đọc sai. Chứ sao? Tại em đọc là Can hoặc là Can canxi hay gì người ta em được canh vô người ta khó đọc. Lực chiến và cấp của anh bao nhiêu vậy? Mình hả, mình 73, lực chiến là 210 rồi bạn. Thôi làm ơn đừng mở lên. Còn của chị Nấm là level 32, lực chiến là 47. Ủa, lực chiến có 5 số à? Nó mạnh tấm hình của chị đó, nó lót có nhiều đó à, mấy cái mắt à. Còn phần quan trọng nữa chứ đâu. Phần gì quan trọng? Cái cổ má. Nó vô cái gì cũng quan trọng. À, ID của mình là 230045 nha. Ơi, sắp chết rồi. Sắp chết rồi, bồ ơi. Ok, fine. Rồi, ok, mình thắng rồi. Yeah. Tên tiếng Nhật đẹp quá ha. Để coi bạn này có miễn dịch đóng băng không? Ok, không có miễn dịch đóng băng. Mình sẽ gọi là câu kéo thời gian một tí, gây thêm một tí sát thương cho bạn này. Đó, ok, đóng băng. Mọi người ơi, lên team cho tụi mình nha. Băng team và bấm nút like cũng được. Akedo Tatsuya. Tatsuya. Tên hay. Tên tiếng Anh đó nhưng mà không hiểu nghĩa. Cái đó tên tiếng Nhật, bà ơi. Tiếng Nhật lộn. Bạn này vừa nói tiếng Nhật này, tôi quên mất. Hello, chào Phương Trần nha. Em ơi, cái số ID của chị là 230045.
Em có thể add bạn chị và chị sẽ chấp nhận tất cả các loại add bạn. Sao hôm nay tặng double kill với triple kill không ngại quá. Bắt mệt. Cho em hỏi chị nắm 50 tuổi phải không anh? Ừ đúng rồi em không. Thật ra là 51. Nhưng mà em con gái thì mình cho mình giảm tuổi xuống tí cũng được. 50 thì cũng chấp nhận được rồi. Em nhìn chị 50 với em bao nhiêu tuổi? Em bây giờ bao nhiêu tuổi? Em à, em mới 15 thôi. Mày nhìn 50 với 15 đi. Nhìn đi, giờ mấy bạn thử so sánh tôi. Nó nói tôi 50, còn nó 15 tuổi thì ai già hơn? Chị nắm em phải 21 ký. Ôi, 21 không anh? Ờ, à, bả hả? Bả 50. Tôi có 21 rồi. À, xin mình tự giới thiệu với mấy bạn. Mình tên là Nắm. Và sở thích của mình là chơi game Gumball. Mình cao 1m60. Mình nặng 48 ký. Ủa, bả đi người mẫu hả? Đây đâu tuyển người mẫu đâu. Dạ. Đang chim game đâu cần giới thiệu ấy đâu. À, xin lỗi. Tạo phòng chơi tiếp đi. Chứ giờ cũng không biết làm gì thì thôi chơi tiếp cho vui. Tiếng Nhật gì ơi? Tiếng Nhật hả? Ok, tiếng Nhật mình sẽ sợ tiếng Nhật vô. Thôi đừng, dân Mỹ. Cái gì? Sayonara là biết gì không? Là tạm biệt. Chị không biết tiếng Nhật. Sayonara là tạm biệt. Còn gì ta? Oya Suminasai là gì? Là chúc ngủ ngon. Là cái nào có nắm xinh đẹp không? Có. Gì? Iku. Iku là gì? Là gì? Là cái gì? Ok rồi, tạo phòng đi, tạo phòng đi. Vậy tao tạo phòng bát là Iku. Ủa chứ sao? Ờ đúng rồi, bạn Nguyễn Minh Kha ơi. Nguyễn Minh Kha ơi, mình là hội mẫu giáo, đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn Hùng Trần nha. Đồng đội chén băng nhi lần này không gánh được. Ok. Chị tạm có biệt. Mập đâu. Con băng qua là chào buổi tối, đúng rồi. Con băng qua. Trời ơi, cái bạn anh Nguyễn này là thông minh, thông minh. Trời ơi, em hiểu anh Canh Vô nói đó. Hay, bạn này thông minh, bạn này mình thích bạn rồi đó. Nhìn mặt bạn cũng trẻ. Ủa cái gì, bạn để người ta vô hết vậy bạn? Bạn tao không tao để người ta vô hết không đi. Không phải, lúc đó chưa đọc bát. Rồi vô đi. Nè, rồi, giờ đọc bát 6247 nè. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vô tiếp nha. Hôm nay là đấu full luôn. 6247 đúng không? 6247 bát là gì? Hi. Iku nữa. 7. Ok, vô nha các bạn, phòng 6247 bát là hi. Em họ Lolita xếp hạng 3. Wow, gì ghê vậy? Trong hội đó hạng 3 luôn hả? Gì? Em hội Lolita xếp hạng 3 công hội. À đúng rồi, biết công hội Lolita. Ủa sao em không qua bên công hội mẫu giáo của anh luôn? Quá bệnh cho nó đông vui. Kéo mềm đúng không? Kéo mềm. Kéo mềm ghê chưa? Công nhận chứ. Itadakumatsu là gì? À, cái đó anh không biết luôn. Để đợi dụng tình huống dễ sợ. Ok, đủ người rồi. Bây giờ mình vô nha. Mọi người sẵn sàng giúp mình đi. Bạn sát chết. Ô, bạn này được. Anh Nguyễn mới 17 tuổi hay quá. 17 tuổi là đủ, là cũng lớn rồi. 17 tuổi là cũng lớn rồi, đủ tuổi chơi game rồi bạn. 16, 18 tuổi mới đủ tuổi chơi game. Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với trận đấu chung kết ngày hôm nay. Và mình là bình luận viên Kanjo. Hôm nay mình sẽ bình luận trận đấu này. Và lượt đầu tiên là thuộc về Kanjo. Vâng, đó chính là mình. Thì bây giờ để mình đang bắn cái đã. Mình bắn cái đã, mình bình luận tiếp. Xin chào các bạn, còn mình là huấn luyện theo Kanjo, mình là Nắm. Phải cả huấn luyện theo mà. Có cái chức vụ đó nữa hả? Vâng. Và ngay lượt đầu tiên Kanjo đã lấy thịt đè người và bắn chết bạn vậy. Ok. Những thanh niên mà lấy thịt đè người như vậy thì chúng ta nên tiêu diệt. Nhưng mà chắc là không ai tiêu diệt được Kanjo đâu. Ok. Vâng, hiện tại đây là sau đây là bản tin dự báo thời tiết. Với cái gió giật trên cấp 5, cấp 6 lên tới đại học như thế này thì chỉ có bắn thẳng vào mặt thôi. Không thể nào mà bắn cao lên được. Không thể nào thay đổi được. Vâng, và lợi thế chắc chắn là đang nghiêng về đội xanh rồi. Mình đội xanh là đội của chị á.
khi mà bạn dẫn trời ơi chuẩn bị tới lượt tôi trời ơi đó là một gọi là một một pha mà bắn thần thánh đến từ hai đó có thể là được bầu chọn là một pha highlight trong trận đấu này. Không sao, mặc dù chị chỉ là huấn luyện theo thôi nhưng mà chị vẫn có thể mà theo sát em với trận đấu này, theo bám sát luôn. Mặc dù người nổi tiếng ở lộn phải mặc dù mà người tỏa sáng nhất trong cái trận đấu này là Kanjo, nhưng mà em sẽ bình chọn cho cái pha mà bắn chết nắm sinh là cái pha mà highlight nhất trong cái trận đấu này. Không, em phải bình luận, em phải kiểu như em phải bình chọn cho chị. Tại cái chết chị là đẹp nhất. Đây nè, thấy không, nguyên một dũng hồng luôn là đẹp không? Chị thấy đẹp không? Đó là do cái súng của người ta thôi. Ừ, mình đẹp ké. Mình đẹp điểm ké. Sơ qua thì bạn hai đang sử dụng cây vũ khí là kẹo mút với phạm vi là 100. Đó cũng, nó giống chị như cái cây. Chị rất là thích ăn kẹo mút. Liếm đi, liếm. Tự nhiên mở lên. Tao liếm kẹo chứ tao không liếm mình. Liếm. Trời ơi, bà liếm thiệt luôn kìa, trời ơi. Tôi quỳ bà luôn á. Anh Kanjo là người sáng chói nhất đêm nay. Đúng rồi, nó hói chán em nên nó sẽ sáng chói. Đố anh Kanjo Onisan là gì nè? Ờ cái đó anh không biết luôn rồi. Cái đó bó tay luôn rồi, biết được vài chữ thôi à. Chết vì gái là cái chết tê tái, đúng rồi, chính xác. Oh. Hello bạn Kagachan. Vâng, và bằng cái mà chữa lành sơ của cái skin thì Kanjo vẫn đầy máu. Và ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Một phát bắn rất là sai lầm đến từ xác chết khi mà anh ta đọc chính thành viên kỳ cựu của mình. Ờ, anh mà chết thì ai mà gánh em đây xác chết à? Trời, tội nghiệp quá, sắp chết mà còn không thể giúp cho đời, còn kéo người đi theo. Em hãy làm một con mummy, một con mummy hữu ích. Anh ơi, lưu tinh trì và gậy ánh sáng cái nào mạnh hơn? Thì theo anh nghĩ thì là lưu tinh trì mạnh hơn. Lưu tinh trì tại vì nó có cái phạm vi của lưu tinh trì nó bự hơn cây gậy ánh sáng. Thứ nhất đó là khoảng để anh bắn xong. Cái phạm vi của cái lưu tinh trì nó sẽ bự hơn cây gậy ánh sáng thì em đào nó sẽ dễ hơn. Đam của cái lưu tinh trì thì anh đam mình anh không nhớ rõ, đam hình như là ngang nhau hay là lưu tinh trì hơn gì á. Nhưng mà anh nghĩ là nên sử dụng lưu tinh trì đi. Lưu tinh trì nó ngon hơn cái gậy ánh sáng. Cái gậy ánh sáng đạo cùi lắm. Nói chung đó với Kanjo cái nào cũng cùi hết. Tại vì Kanjo đã có không giờ bây giờ cái búa gà mông này nó cũng mông. Cũng không hot bằng cây tháo đinh dậu. Chị nắm đẹp nhất đêm nay hãy cùng mọi người tỏa sáng. Tránh ra để chị tỏa sáng. Hất ánh sáng vào trong mặt chị đi em. Bọn này tóc giả đây. Tóc thiệt. Sao nghe mùi plastic không vậy? Nghe mùi nhựa. Thơm quá. Giờ đốt thử đi. Mày nghĩ sao vậy mày? đốt cháy là nhựa mà không cháy là tóc thiệt. Sao mày ngu vậy? Cái gì đốt không cháy? Mày nói tao nghe đi. Có cái đốt. Tao giết mày liền. Theo mình nghĩ thì chắc là bạn không nên dùng hai cái vũ khí đó đâu, tại vì mình nghĩ là bây giờ bạn sử dụng cái vũ khí nào đó phạm vi đây để mình tư vấn cho các bạn. Trời, bạn này nó tiếng Nhật dễ thương quá à, làm mình thích tiếng Nhật vãi luôn á. Đây mình sẽ phân tích cho các bạn biết. Đây cái lưu tinh trì. Cái lưu tinh trì là 340-90. Còn cái cây ánh sáng là có 370-80 thôi. Cái đó là các bạn thấy là nó đã chênh lệch rất là nhiều rồi. Đúng không? Một cái 370 phạm vi 80, một cái là 340 phạm vi 90. Nó hơn nhau chỉ có 30 tấn công thôi, nhưng mà cái phạm vi của cây lưu tinh trì nó sẽ bự hơn và bạn có thể đào ngon hơn là cây gậy ánh sáng. Cái gậy ánh sáng đó mà bạn sử dụng cái phạm vi của nó chỉ là 80 thôi nên đào nó rất là tù.
Còn nếu mà được á thì bạn cứ sử dụng sông Long thôi, tại vì mình thấy sông Long bây giờ cũng ra khá là nhiều rồi. Mình thấy sông Long xài tốt, vẫn là một cây súng tốt. Mã ID của mình hả? Mã ID của mình là 249180 nha. Còn mã ID của mình là 230045. Thì quá nãy giờ không ai hỏi ID của chị luôn á. Kệ tao đi, vô duyên quá à. Cực. Hai đứa mình stream chung với nhau, em phải để tụi mình cùng tỏa sáng chứ. Có mùi khét mới là tóc thiệt nha. Đúng rồi, bạn này nói đúng rồi đó. Bây giờ đốt thử đi. Chứ nãy giờ em nghe mùi plastic không à. Em đừng có xạo. Em giả bộ dụ dỗ cái mái tóc của chị không? Cho giả bộ thử đi, giờ thử đi. Giờ có học quẹt đây luôn nè, thử đi. Làm ơn. Vũ khí hoa hồng xanh bao sao thế anh? À, vũ khí hoa hồng xanh này hả? À, bao quang... Quang... Tán đạn... Quang tán đạn... Cái này thì mình cũng chưa thấy qua, tại vì cái này mình cũng chưa thấy qua được cái bao của nó, hình như là bao lan tỏa hay vậy. Bao lan tỏa hay là bao giống sông Long á. Quang tán đan, hình như mình thấy qua một lần rồi, hình như là bao giống sông Long á bạn. Cây này bao giống sông Long nè. Còn cây pháo đình dậu này đó là bao nhân 8. Bao nhân 8 đào rất là đã. Còn cây cát tường này á là bao bao gọi là bao tự nhiên quên rồi, bao mà bung ra nè. Lan tỏa. Đúng rồi, bao bao lan tỏa nhưng mà có hiệu ứng dí. Đúng không? À, ví dụ luôn chị ngồi đây đứng nha. Kế bên chút đúng không? Là nó dí tới luôn. Bây giờ chị ngồi đây nha. Ví dụ em bắn qua phía bên đây. Ừ. Đó, lấy họ đi vòng xuống nó dí chị. À, đó. Như vậy. Ờ, đó. Đó là bao cát tường. Ủa chứ không phải. À. Bao của cây cát tường đó, nó vậy đó. Nó là kinh cái, khủng vậy đó. Là cái sức mạnh bao. Lúc mà chị bắn bao á, lại chỉ là cái đồ bài bản nè. Cái đồ bài bản đó, nó là cái kiểu bao của nó là bắn ra một viên. Ừ. Xong rồi nổ ra một đống, nổ ra nhiều viên. Đó đó là cái bao của cái bộ đồ bôi thần kỳ. Đây là hai cái vũ khí mà thích nhất, hiếm, tại vì bây em có ít chưa? Ra không có. Làm sao để quay ra? Hồi đó có sự kiện ra nhưng mà bây giờ thấy ít ra lại. Đúng rồi, nó là hàng hiếm, nó sẽ đây khác. Là ba cây súng mới nha các bạn. Tinh ngân pháo là một cây súng khá là đẹp, khi nó bắn ra rất là nhiều viên ngôi sao mà khác màu nhau, khá là đẹp. Còn cây này thì mình chưa thấy, tại như là chưa ra. Ốp, dịu dàng mạnh không anh? À, dịu dàng hả? Theo mình nghĩ thì cây dịu dàng là một cái cây nó khá là tù, khá là phế khi mà phạm vi nó chỉ 70 thôi. Nếu mà bạn xài cây này á, thà bạn xài cây gậy ánh sáng. Nếu mà đem so cây này á, với là cây gậy ánh sáng thì mình thấy là cây gậy ánh sáng nó còn ngon hơn cây này được tí. Cây này là pháo đinh dậu. Sao chị không thấy nó lên vậy? À, sao cây này là mạnh nhất hả? Bao ra 10 bông giống sông Long, đúng rồi, đặng phúc nhất để cung cấp thông tin là cái bó hoa xanh này bao ra giống sông Long, chính xác. À, chị chơi server chứ mà server. À, đúng rồi, oanh tạc là lan tỏa đó, thì đó bắn ra như nè. Đó là mình nhiều khi mình bị quên thôi. Còn cây búa nữa. Cây ga chạm. À, cây búa hả? Cây búa thì hồi stream trước mình đã nói rồi. Cây búa đâu rồi? Cây búa hơ mông của em hả? Bạn có cây búa hơ mông. Làm như cô gái hơ mông trên đống lửa, lộn. Vậy nghe gì mông mông gì? Lộn, cô gái hơ mông trên đống lửa. Cây búa ga mông. Ok, mông mông. Cây búa ga mông này á là cây búa có cây búa này khá ngon. Phạm vi của nó 90 nhưng mà đam tới 400 lần nên là khá là ngon. Nên sử dụng, tại vì bao của nó là nó hình như nó có thuộc tính ẩn là bỏ qua phần trăm giáp của đối phương. Nó giống như là mấy cái cây kia vậy á. Ừ, hiểu rồi. Nó thuộc tính ẩn đâu ai biết đâu, đúng không? Phải xài rồi mới biết. Phải có nghĩa là người nào sử dụng rồi mới biết. Đúng rồi. Test, nếu mà bạn nào có thể mà vô, tại vì boss thế giới á là giáp không. Ừ. Boss thế giới có giáp không nên bạn nào muốn test vũ khí á thì cứ vô bắn boss thế giới là sẽ biết. iPhone bắn ra gì vậy anh? iPhone mà bạn bắn là ra nước mắt các bạn.
bị thử cầm cái thử không, không? Bị... mình chọn cái em gái cái bên. giờ mình lấy cái iPhone này mình bắn thử á. Không, em gái cái bên quay vợ. Đó mình hai đứa mình là đồng minh. Mình lấy cái iPhone này mình bắn thử rồi lát nữa có người là khóc liền các bạn ơi. Là mấy bạn sẽ biết em gái cái bên đẹp cái nào. Chị... ok bắn tiếp đi kìa, các bạn kêu bắn tiếp đi chị đầu phòng với chị. Các bạn nên nói là chị nắm tỏa tối và anh canh vô hát bài nơi này có anh đi. Sắp hết giờ rồi, thôi vô bắn thêm dán nữa đi mấy bạn. Hay là hát. Ai đàn cho mình hát nữa. Bây giờ chắc cũng sắp hết giờ rồi, không đủ giờ để mà mình có thể bắn thêm một trận nữa. Hay bây giờ mình sẽ kêu chị nắm hát cho bạn nghe nha. Thôi trời ơi hát. Bây giờ mình hát chay đi. Hát chay hả? Ừ, hát chay đi. Hát bài gì? Em sẽ beatbox cho chị. Thôi tí hồi ướt áo tao luôn á. Trời ơi má, tay nước miếng. Thôi karaoke nè, có nhạc nè. Ok. Nơi okay. Này có anh hả? Karaoke hả? Ok, mình cũng xin lỗi tất cả các bạn trên Facebook cũng như là YouTube nha. Tại vì bây giờ không đủ thời gian để bắn thêm một trận nữa nên bây giờ chắc mình kêu nắm hát cho các bạn một bài nữa rồi mình sẽ up stream. Chục bài. Thôi má. Các bạn muốn chị nắm hát bài gì nè, các bạn comment lên cho mình nè. Đúng rồi, các bạn comment thử đi để mình biết mình hát bài gì. Ok, hẹn bạn Nguyễn Minh Kha vào buổi sau nha, mình sẽ tư vấn vũ khí cho các bạn. Bây giờ để tới chị nắm hát. Nãy giờ chị nắm hát hay lắm mọi người. Mở live show. Anh ơi, anh có thể đàn bài gì thêm nhé? Hẹn các bạn lần sau tư vấn vũ khí nha. Bài gì ổng đàn cũng được hết á. Bây giờ chị muốn hát bài gì? Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây. Gì trời thiệt. Hát đi, em hát trước đi. Thôi em không biết hát đâu. Giờ em hát rồi các bạn off hết luôn á. Lạc trôi hả? Lòng ta xin nguyện cắn đi trong tim tình nồng men say, mặc cho tóc mây dương lên đôi môi cây. Vâng, ta lại trôi. Bài nam sao chị hát được. Bài gì vậy? Bài tông nam chị hát được không? Bài khác đi. Không thì bây giờ chị hát bài chị biết đi. Không thể yêu ai được nữa, lạc trôi, Despacito, chúng ta không thuộc về nhau, âm thầm bên em. Cái bài đó anh mới đánh là mình. Chị hát bài nóng. Cũng được. Chị hát bài nóng như cái lò đi. Bài đó thiệt luôn á, chị lại em luôn á, làm ơn, giết chị đi, giết chị đi, đừng cho chị hát nữa. Despacito. Nóng như cái lò, nóng như cái lò. Hát đi kìa. Khe thôi cưng à, sắp xin gặp duyên khi ba em ngủ dưới nhà. Hát đi chị. Em nói vậy thôi chứ giờ chị hát đi. Cái bài gì mà của Bích Phương á, cái bài gì? Anh hát mắc cười quá. Cảm ơn cái em. Cái bài gì mà gì lấy chồng á. Đừng ai hỏi em sẽ lấy chồng. Gì xuân này em chưa chồng vậy hả? Ừ đúng rồi đó, bài đó dễ thương. Biết. Rồi thôi hát bài đó đi, hát lẹ đi nè. Thằng này biết bài đó. Rồi hát đi, hát bài đó đi, có khi nào rời xa nha. Ok, các bạn, chị Đắm sẽ hát. Ok, sau đây là... Ủa nãy giờ nói nghe không vậy? Ok, sau đây là chương trình ca nhạc cuối ngày. Thì mình xin giới thiệu, sau đây là một giọng ca mới nổi và sắp chìm. Nắm xinh đẹp, hơi lục. Thật là mức dài. Nắm xinh, với ca khúc gì? Có khi nào rời xa, mời các bạn đón xem. Em vô trước rồi nhưng giọng ca bén lắm. Danh sắc cũng thường thôi, nhưng mà danh sắc thì cũng thường thôi, nhưng mà giọng ca thì bén lắm. Nhưng mà hát xong bài này là chìm đó, các bạn lắng nghe nha. Giấc mơ giữ âm dấu
trong mưa, cơn mưa kéo dài. Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo, lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh, tại em quá yếu mềm. Người yêu ơi anh có biết? Anh đéo biết. Dừng. Ê, ê, tiếp. Hát đi, em hát đi. Em yêu anh hơn thế. Yêu hơn là em nói. Để bên em đánh đôi tất cả bình yên. Đem con xôi vì cô đơn. Còn riêng em cứ ngỡ ngơ. Còn khi nào ta xa rời. Ok, cảm ơn. Xin lỗi các bạn. Mình không thể chịu được nữa. Đang đi vô cái chuyện thiệt lắm đó. Ok, rồi bây giờ chắc cũng hết giờ rồi. Xin lỗi mọi người, mình chỉ tạo niềm vui cuối ngày cho các bạn. Ok, nếu mà các bạn mà muốn xem chị Nấm hát nữa, hoặc là xem mình hát á, thì nhớ là xem stream. Xem stream vào thứ năm. Thứ năm tuần này nha các bạn. Tuần này chị không stream được rồi. Ôi, vậy là chắc phải tuần sau. Hẹn mọi người tuần sau. Canh vô thì sẽ là thứ năm này, nhưng mà tuần sau thứ bảy. Ok, chắc là hẹn các bạn vào tuần sau thì mà mình sẽ mời chị Nấm lại hát tiếp cho các bạn nghe. Rồi thứ bảy thì mình sẽ tra tấn các bạn nha. Ok, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại.